Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bãi nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1,4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý xả hàng cái lô sản phẩm dây chuyền đổi nguồn quý vị nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mình chuyển nguồn từ 220 xuống 110 nhá. Đấy, dành cho những cái sản phẩm như máy khoan này, máy mài này, máy cắt nhá. Đấy, cầm tay cực kỳ là ok nhá. Rồi thì cái mẫu sản phẩm này thì mình đào nó đã ghi chú sẵn là trên này luôn này, em bằng tiếng Việt luôn nhá. Rồi, dành cho những cái sản phẩm dành cho những motor có chổi thang này, nói chung là động cơ không có bo mạch nhá, không có bo mạch điện tử là xài cực kỳ ok vì nó là chuyên dùng dành cho nó nhá. Rồi, với là 3000W này. Đấy, công suất của nó là chiều đến là 3000W 30A nhá. Cực kỳ ok. 110V. Đấy, từ 220 chuyển 110V nhá. Thanh lý giá sập nguồn luôn, 90.000 một sợi nhá. Giá 90.000 một sợi cho em. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nhá. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó để có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá, đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá, đấy, vòng tua của nó thì đã cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình, quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nha. Mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai đây là cái bộ rotor, đấy, bộ rotor của nó này, đấy, chưa được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rô to được đấy, rồi ra chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này, thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này, bút này là bút
đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nha. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhé, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo ba chi tiết như vậy, ba sản phẩm như vậy quý vị nhé. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhé, 350.000 và được tặng kèm theo rất là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt kilo này để em về nhập kilo mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Hôm nay có về một cái lô máy mài hàng Thái Lan siêu xịn sò cho toàn thể quý vị nhá. Đây hàng công ty Deadmark, đây là cái công ty này nó gần cuối năm rồi nó thanh lý những cái món hàng có giá cực kỳ rẻ. Đây ôm số lượng có giá rẻ quý vị nhá. Nó về thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Đấy một con máy mài thương hiệu Thái Lan nhá, thương hiệu Thái Lan cực kỳ xịn sò luôn. Công tắc sườn này và đặc biệt là nó có điều chỉnh tốc nhá. Đấy, có điều chỉnh tốc luôn, xịn sò chưa quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, mình muốn bao nhiêu số bao nhiêu cũng được, cái cực kỳ nha, muốn nhanh nhanh chậm chậm có cực kỳ ngon rồi, 5-6 số nhá. Rồi công suất là 710W luôn, siêu khỏe siêu mạnh luôn. Và hàng là hàng bao công trình nhá. Đấy, hàng là dây đồng 100% luôn nha quý vị nhá. Rồi thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình với giá chỉ có 330.000. Đấy, 330.000 nhá. Và khách nào lấy thì em tặng kèm cho mấy cái lưỡi cắt đá luôn nha. Đấy, ba cái lưỡi cắt đá luôn. Đấy, tặng kèm ba cái lưỡi cắt đá nha. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình nay có nhu cầu quan tâm thì ở em nha. Liên tiếp cho quý vị bà con của bạc mình cái màu kéo nhé. Kéo này là kéo tỉa mầm, tỉa chồi. À, dành cho các bác nhà chuyên nhà vườn chơi cây cảnh đấy thì cực kỳ là hay nha. Đấy, khi mình tỉa cành mà cành nó lên rồi, những cái chồi mầm nào mà không cần thiết ấy mà nhỏ nó nằm trong sâu á thì mình cái mùi này nó nhỏ này, mình đưa vào trong mình chỉa chồi chỉa mầm cho em này, cực kỳ là hợp lý nha, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng này hàng bao chống rỉ rét quý vị nha, bao chống rỉ rét luôn, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy thì hôm nay em sẽ sale với giá chỉ còn 55.000 một cây nhá, 55.000 thôi. Đấy, 55.000 là có một sản phẩm như này, quý anh chị em bà con bạn quan tâm thì ở em nha. Tiếp theo hôm nay Tân Phúc sẽ lên thanh lý cho quý vị mua bà con của bạc mình ấy một cái bộ combo nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn ấy. Rồi gồm có một cái cây cưa kiếm này, một cây cưa cầm tay nhá, có hộp đựng luôn, cực kỳ hàng Japan. Đấy, sắc thì siêu bén rồi, siêu ngon nhá. Rồi và kèm theo một cái cây thước mét này, thước mét nhá, hai mặt lỗ bang cực kỳ là xịn sò, 7m 7m rưỡi nhá. Rồi hôm nay trên kênh em sẽ sale với giá chỉ có 100.000 hai sản phẩm nha, quá rẻ, quá tuyệt vời. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nha. Em lên tiếp cái màu sản phẩm thước mét cho quý vị nhé. Đây là cái màu thước mét 7m rưỡi quý vị nhé, 7m rưỡi. Hàng này là hàng thước hai mặt luôn, hàng cực kỳ cao cấp luôn nhé. Thước hai mặt cực kỳ là xịn sò, một mặt lỗ bang này, một mặt lỗ bang nhé, một mặt là thường cho em. Đấy, số thường này là mình nhìn cho rõ này, rõ số nhé. Còn lỗ bang thì anh nào cần phong thủy thì có phong thủy đằng sau này nhá. Rồi sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, giá cực kỳ rẻ rồi, quý anh chị em bà mà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho quý vị mình một cái mẫu nhá. Đây là một cây tô vít hai đầu. Đấy, tô vít hai đầu quý vị nhá, đây có thể tăng giảm luôn. Tô vít vừa đầu ba ke này, đầu bẹp đấy, đầu ba ke. Và đặc biệt là cái mẫu này là nó có một cái lỗ bên để mình trợ lực lúc mình cần lực nhiều ấy, để mình làm như này để cho nó có trợ lực mình vặn cho nó cứng nha, chắc chắn nha. Rồi có thể có ngực tăng giảm luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có 10.000 nha, 10.000 một cây. Đấy, tăng giảm khi mình lắp vào thì mình nhấn cái nút này xuống nha, nhấn này xuống đấy, thì nó sẽ vào cho em, nhấn xuống thì nó sẽ vào nha. Chỉ có giá là 10.000 đồng một cây thôi quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon, tăng giảm muốn dài dài ngắn ngắn nha. Lên cho quý anh chị em bà con mình một cái màu dao rọc giấy nha. Đây là cái màu dao rọc giấy, hàng cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, hàng này là hàng tay cầm là bao êm này, cao su bọc bao êm nhá. Rồi tháo mở để thay lưỡi cực kỳ là dễ dàng nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp rồi nhá. Hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây, 10.000 một cây nhá.
chỉ lẻ bao cho tất cả toàn thể quý vị bên sử dụng nhá. Em liên tiếp cái màu sản phẩm lục giác bi, lục giác sao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là hai cái màu lục giác này, hàng ZT nhá, hàng UETA cực kỳ là ngon luôn, được mà chrome siêu bóng 7 nhá, chống rỉ rẹt luôn, siêu cứng nhá. Rồi một cái bộ lục giác bi này thì em sẽ sale với giá 50.000, còn anh nào lục giác bông thì nó là 55.000 nhá. Lục giác bông 55.000 này, thép CRB quý vị nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn này, thép CRB này, ok chưa, rồi được dập nổi lên luôn này, bao chất lượng nhá. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhé. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60g nhá. Rồi, nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhé. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, cái inox là gì cũng sáng được hết ha. Gạch men, gạch đầu, cái dán cực kỳ là ngon nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhá. Rồi thì 25.000 một tiếp nhá. Đấy, 25.000. Quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mát như chẳng hạn như mình bỏ trong bao bóng nhá, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng, ok nhá. Em liên tiếp một cái bộ sản phẩm khoang pin, đây hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái màu khoang pin dòng motor từ không thang này. Đấy, riêng cái mẫu này thì nó là một cái mẫu motor từ không thang siêu tiết kiệm pin quý vị nhá, trả rất là lợi pin. Đấy, nó là gồm có đầu 10 này, nó là đầu 10 nhá, và nó là 20 cấp độ trượt cho em, 3 chế độ khoang tôn băng vít, khoang búa, có chế độ búa khoang tường nhá, và 2 chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Đó, pin là pin 5 cell nhá, pin 5 cell, pin 3 chân cho em này, pin 5 3 chân nhá. Pin này có thể, dòng này có thể lắp vào pin 10 cell của 3 chân này, cực kỳ là đơn giản nhá, được nó trồng chân. Đấy, phụ kiện, xét phụ kiện theo kèm như này. Đây máy thì đấy, motor từ không thang chạy cực kỳ là xịn sò và êm ái như này nhá, cực kỳ là bao ngon luôn. Về đi bằng tôn băng vít thì quan sát quan gỗ thì cực kỳ là ngon. Thì cái mẫu này thì em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình này với là cái giá là 530.000. Đấy, do cái lô này về nó không có cái tem pin nha, nên em sell với giá cực kỳ là rẻ cho quý vị bà con hoặc mình này dùng nhá. Đó, có một cái set phụ kiện theo kèm, một cái vali như này. Đấy, quý anh chị em bà con mà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái màu bơm một ống cho quý vị bà con và mình nhé. Đây là cái màu bơm một ống này, là ống lớn nhá, ống cực kỳ bự luôn, bê tông lớn cho em này. Em bơm này thì bơm xe máy, xe đạp điện cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi đấy, vòi thì vòi có bọc bằng chất liệu chống vỡ này, cực kỳ là đã, có đồng hồ luôn nhá. Rồi có tặng kèm theo máy cái kim để bơm phao này, bơm bong bóng này, bơm với là bơm bơm bóng nhá, bóng đá đấy. Đấy, bơm cực kỳ là khỏe luôn quý vị ơi. Đấy, ngày hôm nay sale cái sản phẩm này với giá chỉ có 80.000 một cái nhá, 80.000 thôi. Em lên tiếp cái màu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái màu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau vùng, đau lưng này, đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhá. Đây, mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng rùng lớn rùng ít tùy mình nhá. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con quạt mình. Đấy, tặng kèm theo một cái massage mini nhá. Rồi, massage mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tân Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hít mà cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì dàng nhá. Em lấy tí cái màu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhá. Đây là màu kính hàng điện tử.
thì cái cánh hàng điện tử này nó là có chế độ auto, auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái cánh hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vẫn nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con nào cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu vợt muội cho quý bà con của bạn mình nhá. Đây là một cái màu vợt muội đa năng. Nó có thể vượt muội này và có thể bật đèn nhá. Đấy, mình bật chế độ như này và có cái chân này, có cái chân mình đựng lên như này nhá, là mình khi mình không vượt ấy thì nó có cái đèn này, nó sẽ hấp thu cái con kích thích cái con muội nó vào đây, nó tự chết nhá. Đấy, còn mà khi mình không cần dùng á thì mình bật ở chế độ thường thôi, đấy là mình dùng nhá, là mình vượt muội. Còn khi mình bật lên nhiều như này là nó có đèn bắt muội cho em nhá. Rồi, hai chức năng. Rồi, có dây sạc theo kèm cho em nhá, có dây sạc và đĩa này. Đây là cái đế nha, đế để mình khi cần sử dụng thì mình sử dụng nha. Đấy, đây là cái đế để mình dắt vào khi mình cần chế độ bắt muội ấy. Thì hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 95.000 nha. 95.000 một sản phẩm cho quý bà con của bạn mình dùng nha. Hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao. Hay hàng Việt Nam chất lượng cao quý vị nha. Em liên tiếp cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nha. Đây là một cái màu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái màu tô vít đóng 1/2 nhá, 1/2 cho em. Đây là tô vít đóng, đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2, đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nó có trợ lực nhá, khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá, 10 máy mũi đây, 2, 4, 6, 8, 10 này. Đấy, nhiều mũi như này nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sale cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000, giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Một cái mẫu máy hàng chuyên 3-2 cho toàn thể anh em mình chuyên đi công trình này, gia đình nó xài tẹp bô cho em nhá. Đây là cái form này, là nó không lớn không bé nhá, đây là tầm trung, mình có thể làm từ dưới đất này, trên cao, trên mái cao, còn làm cực kỳ ok nhá. Rồi, phụ kiện theo kèm của nó thì dây hàng, kèm hàng, kẹp mặt theo kèm đầy đủ nhá. Và cọc hàng này là cọc hàng lớn quý vị nhá, cọc hàng lớn này rất chi là đã luôn, xịn sò luôn nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thử cái sản phẩm này vào cái que 3-2 với một mức hàng là 230 nhá, 230 cho quý vị và con cô bác mình cùng xem này. Đấy, kéo 3-2 cháy phà phà luôn, không bị ngắt quãng nhá. Đây, hàng cực kỳ là đã luôn. Bo này là bo hiếm nhá, bo cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy. Rồi, với một cái sản phẩm mà xịn sò cao cấp như này, em sẽ treo cho toàn thể quý bà con bạn mình dùng ấy, với một cái giá cực kỳ yêu thương luôn nhá. 1.050.000. Đấy, có tặng kèm theo quà luôn nhá, có tặng kèm theo quà luôn cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Đấy, với cái sản phẩm này ấy, một cái giá cực kỳ đẹp luôn cho bà con của bác mình dùng nhá. Đấy, kéo 3-2 một que không bị ngắt quãng luôn, cực kỳ là vít luôn nhá, nhìn thấy chưa. Đấy, cực kỳ là đã, mỗi hàng không bị đồ ngấu, cực kỳ là cao nhá. Rồi, tặng kèm theo một cái ke góc nhá, ke góc để mình hàng cho nó vuông góc này. Đấy, cực kỳ dễ nhá. Và một cái tô vít này cho em này, một cái tô vít hai đầu nhá. Rồi, quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Này, quay hàng này, đấy, mình từ ngóc luôn nhá, cực kỳ là đạo luôn nhá. Đấy, từ cái đầu ngẫu cực kỳ là cao này, đấy, vậy răng, vậy rồng, vậy rắn luôn nhá, siêu đẹp luôn. Rồi, anh em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thấy cái một sản phẩm
kìm bấm chết nhé. Đây là một cái kìm bấm cao cấp xịn sò cho toàn thể bà con của bạn mình về. Nói chung là xài cực kỳ là đã nhé. Rồi, đây là hàng Kazuko nhé, hàng Kazuko của Nhật luôn, xịn sò cực kỳ cao cấp nhé. Rồi, có vỏ bọc nhựa này, chống trầy trượt, chống trơn trượt khi mình sử dụng á. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng này là hàng mà nói là đỉnh của chóp nhé, cao cấp luôn. Tẹp CRB cao cấp xịn sò. Đấy, được in trên sản phẩm luôn nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá 140.000 nhá. 140.000 một cái như này. Đấy, quý anh chị em bà con của bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái mẫu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái mẫu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa rùa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đây gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm khoang tháp cho cả nhà mình ha. Đây là cái mẫu khoang tháp này gồm có 3 cây nhá. Một bộ gồm có 3 cây cho em. Thì kích thước của nó là nhỏ nhất nhá là 4 này. Đấy, 4 12 này và 420 và 432 thì gồm có 3 cái kích cỡ như vậy. Thì ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 90.000 nhá. 90.000 một bộ như này. Hàng phải nói là ok cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình về dùng nhá. Em lên tiếp cho quý bà con của bác mình một cái bộ dao lúa mạch nhé. Hai bộ dao lúa mạch này thì mình để cắt bánh mì này, thái trái cây này, cắt rau này, củ quả cực kỳ là hay luôn nhá. Gọn nhẹ và đẹp luôn. Hãy để bên bàn salon cực kỳ là để đến bàn bằng ăn ấy, cực kỳ là đẹp nhá. Đấy. Ok nhá. Nhà nào có dao có kéo có bào củ quả luôn. Thì một bộ dao như này gồm có 3 cái dao nhá, một cái bào và một cái kéo. Em sell với giá chỉ có 45.000. Hay 45.000 một bộ dao lúa mạch cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây. Đấy, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái hai sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Đấy, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhá và các đầu nối theo kèm. Các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này, mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con và cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với hộp sản phẩm bào rau củ quả nhá. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt cả rau củ quả này, bào củ quả nhá, và cái mẫu làm mà như những cái không hình nhé, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mình cắt gọt tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là VIP rồi. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell một cái bộ com lê như này với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con của mình đấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con của bác mình xài nhá. Tấn Phúc liên tiếp cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là cái mẫu mình có thể lắp những cái này vào những cái khu vực nào xa nguồn điện này, đấy, và có ánh nắng mặt trời nhá, thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đây là cái pin đèn năng lượng mặt trời của nó này, nó ban ngày nó từ thấp khu điện nhá, thấp thu pin nha, và ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Hoặc mình cài chế độ khi có người đi qua thì nó sẽ từ sáng. Nó có nhiều chế độ cực kỳ là hay quý vị nhá. Đây, em có remote theo kèm luôn này. Đấy, mình có thể điều khiển qua remote nha. Mình có thể điều khiển qua remote cho em này. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đó, ngay như vậy là mình có thể tắt này, mở nha. Đấy, và nó có nhiều chế độ như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa?
nó có nhiều chế độ như này, mình có thể chọn theo tùy ý của mình nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cái lô sản phẩm mà đèn năng lượng mặt trời giả cam này với một cái giá cực kỳ đẹp luôn, và chỉ có 95.000 nhá. 95.000 này, hàng số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhá. Anh em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá, hàng về bát ngát luôn. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái màu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nhá. Đây là một màu bằng tôn hàng cao cấp xịn giò luôn. Đây, đầu bằng tôn là 500 này là hit cực kỳ là chắc chắn nhá, 500 này là 500 xịn nhá. Rồi, mình bắn không bị rơi 500 này. Và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít băng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 25.000 thôi. Anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em đang tiếp cái màu sản phẩm máy hàng quý vị nhá. Đây là một cái màu máy hàng mini dòng 200 nhá, MMA 200, có nút điều chỉnh dòng này, có đồng hồ báo dòng này, hàng bóp test. Đây là một cái hàng công nghệ của Nhật quý vị nhé, nhân sản xuất tại Thái Lan, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Với một cái mẫu hàng này thì em bao cho tất cả các anh em công trình ấy, máy xếp máy che ấy, hoặc là mình hàng sắc hộp ấy, thì em bao luôn nhé, que 2 ly 6 và chấm tỉa 3 ly 2 bao cho anh em nhé. Rồi cặp hàng nhỏ này và phụ kiện theo kèm gồm có kim màng kẹp mát này theo kèm đầy đủ nhé, mô hàng đánh rỉ và đôi găng tay. Đây, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và xịn sò như này, em sẽ sell cho toàn thể quý vị mình, bà con của bạc mình ấy về sử dụng với giá chỉ có là 680.000 là ship về tận nhà quý vị nhá. 680.000 là ship về tận nhà này, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp. Đấy quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên một cái màu sản phẩm, đấy là cái vòi xịt đa năng cho quý vị nhá. Đây là cái màu vòi xịt tăng áp này, cực kỳ là đạt luôn. Đấy với là cái một cái sản phẩm mà thấy chưa? Đây là mít bằng đồng nhá, đầu bằng đồng, nối nhanh bằng đồng cho em này. Và đây là bằng kim loại, mình có thể tăng giảm ở đầu này nhá, có thể xòe này, có phải tia nhỏ này để mình tăng lên cái áp lực, thì mình xịt những cái vết bẩn nó đi nhá, vết bẩn mình chơi nó đi cực kỳ là dễ dàng này nhá. Và được tặng kèm ba cái đầu nối này. Đấy, đầu này là vào cái đầu Rumene nhá, và nối nhanh. Đấy, nó là nối nhanh như này, rồi mình có thể đấu nối cực kỳ là khỏe luôn. Đấy là quý vị, cái này cho vào Rumene, cái nào cho vào lắp vào. Và đây là đầu dây, và còn cái này đưa vào đây nhá. Rồi, thao tác cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ như này. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 70.000 nhá. 70.000 một bộ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu sử dụng thì mua về xài nhá. Có nhu cầu alo cho Tân Phúc quý vị ơi. Em lên cho toàn thể quý chị này, đấy, quý anh này, một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái lau này, một cái cần lau mini để lau cửa kính hay lau nói chung là làm bếp này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy mình vắt nhá, cái ấy là mình bóp ra này, hay mình nhúng mình vào dầu xong mình vắt này, hay thu gọn lại như này, cất mắc ở bếp cực kỳ là gọn gàng luôn nha. Rồi thì với một cái sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh quý chị mình ấy với một cái giá là 28.000 một cái nhá. 28.000 một cái, một cái lau mini cực kỳ là đẹp luôn, hay tiền lời như này luôn, quý vị nhìn thấy chưa, thu gọn. Và cái ấy là mình vắt này, hay mở ra nhá, hay gom lại siêu đẹp luôn. Đấy, em lên cái màu sáp đánh bóng gỗ cho quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, nó là chủ yếu là nó là chuyên làm bóng các cái loại đồ mà bị cụ nhá. Đấy, gỗ nhựa các kiểu con là điều luôn, sắt đồ gì cũng được, ok hết nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cái màu này này, cực kỳ là đạt luôn nhá, sáp ong làm bóng chỉ có 20.000 một khu nhá, 20.000 một khu cho em này. Đấy, quý vị nhà nào mà đồ gỗ mà bị cụ kỹ thì mua đồ này về quốc lên là như mới luôn quý vị nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm máy khoan pin cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhá. Đây là một cái mẫu khoan pin hàng công ty Homoki nhá. Này, hàng cực kỳ là siêu chất và đẹp luôn nhá. Motor thì mua motor từ lớn này, cực kỳ là đạt luôn này. Dòng motor từ không thang nhá. Đầu kẹp 13 ly Autolux nhá. Ba chế độ khoan tường, bằng tôn, bằng vít nó trong em bao nhá. Có tay cầm trợ lực. Cái mẫu này thì các anh mà đi làm thợ điện lạnh ấy, khoan lỗ, khoét lỗ á, P60 cực kỳ là ngon luôn nhá. Với một cái dung lượng là 2 quả pin 15 cell nhá. 2 quả pin 15 cell, hàng công ty bao chất lượng luôn, xịn sò cực kỳ là đạt luôn nhá. Sạc vàng là sạc vàng nhanh ren này. Đấy, hàng cực kỳ chất luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể cell này, sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình với giá chỉ có 1.500.000 nhá. 1.500.000 một bộ com lê gồm có 2 pin 15 cell, một thân máy nhá, và sạc vàng như này nhá.
Pin thì có chế độ đèn báo pin luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quý anh chị em bà con của bạc mình á, mà đi công trình này, hoặc là làm gia đình nhất cái nách luôn quý vị nhá. Rồi, có qua mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra, mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đây là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn led siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhá. Rồi, nay xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong một cái hộp nhựa nhá, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác, cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi, một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt, giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này, và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tẻ nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này, quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhá. Đây là cao dáng vai gáy hải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, là nó rất là dễ dáng. Dáng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá, rất chi là dễ này, và nó là đồ bảo rất chi là cao, và cái ngày cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này, hôm nay em sale cho tất cả quý bà con của bạc mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá, 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái màu bình giữ nhiệt các dung tích 1 lít quý vị nhá. Đây là cái màu bình để mình pha cà phê này, pha nước chè, nước trà nhá. Rồi, cái này thì nó cực kỳ là hay này, với là cái này mình có thể là pha trà giữ nhiệt được nhá. Đây, cái này nhá, mình cho vào đây này. Mình cho vào cái này xong mình lắp vào nhá, mình vặn vào đây. Đấy là nó có thể là như này. Đấy, là nó có thể không bị cặn bã nhá. Pha cà phê, pha nước chè cực kỳ, pha nước trà cực kỳ là đẹp nhá, cực kỳ hay luôn. Với dung tích nó là 1 lít này. Khi mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này xuống nhá. Rồi mình nhấn cái nút này xuống thì nó sẽ nước sẽ chảy ra này. Đấy, với ngày hôm nay em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 140.000 nhá. 130.000 quý vị nhé, 130.000 cho quý bà con của bạc mình về dùng này. Đấy, hàng rất kia là xịn sò và sướng nhá. Em lên một cái màu kéo nhật cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây là cái màu kéo nhật SK5 này. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Đấy nhá, một cái thương hiệu Japan này, hàng cực kỳ VIP luôn. Kéo thì chống rỉ rét nhá, không bị xét đâu, cực kỳ là ngon. Đấy, khuy vít cực kỳ chắc chắn này, cán này là cán bằng nhôm đúc nhá, nhôm đúc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có sơn này, sơn nhũ nhá, này đẹp ngon, để mình cắt đầu tôm làm cá, nó cái giống là cái màu này thì nó cực kỳ là hữu dụng nhá, nó tiền dùng, nó gọn nhẹ cho mình. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái cho em này. Và quý vị nào mua combo 4 cái thì 100.000 nhá, 4 cái 100.000, còn một cái là 30.000 quý vị nhá. Rồi, quý vị nào lên đơn thì alo cho em nhá. Em về được một cái lô keo hàng bại nhật quý vị nhé, hàng cực kỳ là xịn luôn. Đấy, hàng băng keo điện nhé, băng keo này là để keo điện luôn. Nhưng mà trong này vẫn có những cái cuộn băng keo trong nhé, keo trong một mặt nhé. Vì mình keo điện thoải mái luôn. Đấy, hàng cực kỳ hàng xịn luôn. Bao VIP nhé, hàng nhật 100% luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn thấy chưa? Rồi, hôm nay trên kênh này em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình này.
nhá, về được nói chung là 2-3 bao tải như này thôi, số lượng thì có bao nhiêu đấy, đấy chân giật lắm mới được quý vị ơi. Cho nên quý vị nào nhanh tay có nhu cầu sử dụng ấy thì mua cho em nhá. Rồi bao keo ngoài trời này, chống mưa chống nắng cực kỳ là ngon luôn. Hàng này thì bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi hôm nay sale này với giá chỉ có là 5.000 đồng nhé. 5.000 là một cái cuồng nhỏ như này nhá. 5.000 đồng là cuồng mỏng cho em này. Còn cuồng nào mà 7.000 là cuồng dày này cho em nhá. Giống 7.000 là cái cuồng lớn này, cuồng bự cho em nhá. Đây, đây là cái cuồng 7.000 này. Đấy, đó là 7.000 cho em. Còn cuồng 5.000 là cuồng bé này. Đấy, quý vị nhìn rõ và kỹ cho em nhá. Và lưu ý anh nào mua 10 cuồng thì sẽ có được 2 cuồng dày nhá. Mua 10 cuồng thì sẽ có được 2 cuồng dày như này. Đấy, còn anh nào mà mua lẻ 5 cuồng thì nên nhớ nhá, dày thì 7.000. Mỏng 5.000 cho em này nhá. Hôm nay cái màu búa lùn cho quý vị nhá. Đấy, ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng 5 sao nhá. Búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhá. Đấy, Puka Japan này. Hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Với giá chỉ có 38.000 nhá. 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này. Đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá. Nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em lên một cái màu máy mài cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái màu máy mài xài đá này, lưỡi một tấc một cho em. Với một cái thương hiệu này thì hàng này là hàng nội địa Malaysia. Em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình nhỏ lẻ này với là gia đình thì xài cực kỳ là ngon, cực kỳ là xịn luôn nhá. Rồi, với một cái màu này thì nó là công suất là 700W cho em này. Nha, xài điện 220V, xài đá một tấc một cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay trên kênh này em sẽ sale một cái giá phải nói cực kỳ sốc trong toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Với một cái con máy này, hàng phải nói là bao chất lượng, bao chỉnh sò như này nhá. Công tắc này là công tắc trượt cho em này. Thanh lý với giá chỉ có 260.000, 240.000 nhá. 240.000 một sản phẩm như này. Cực kỳ là ngon quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là đã luôn. Em có về một cái lô sản phẩm khoang 13 ly. Em mang thương hiệu Riva nhá. Đấy, cái hàng này thì cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đây là hàng nội địa Malaysia. Đấy, hàng bao chất bao xịn sò luôn. Đấy, em bao cho tất cả các anh em mình đi công trình luôn. Gia đình nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Có điều chỉnh tốc này. Đấy, có đảo chiều này. Và đặc biệt nó là hai chức năng nhá. Nó là hai chức năng cho em. Khoang được tường, băng tôn, băng vít thoải mái cho em. Và công suất của nó là 710W nhá. Công suất của nó là cực kỳ là ok luôn. Đấy, bao khỏe, bao bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Đấy, nhìn cực kỳ là ngon nhá. Rồi, bao khỏe, bao ngon. Máy chạy cực kỳ êm quý vị nhá. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Có đảo chiều đầy đủ nhá. Và phụ kiện theo kèm là khóa mở và tay cầm đầy đủ cho quý vị mình. Đây, sale về một cái giá siêu rẻ, siêu hot cho quý vị mình về dài nhá. Với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 quý vị nhá. Quý vị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em lên cho toàn thể quý anh chị em mình ấy một cái màu, đây là cơ lòng nhá. Một con cơ lòng hàng Mắc Tân. Đấy, thương hiệu Nhật Bản cho em. Hay hàng cực kỳ là ngon luôn nhá. Cái màu này thì em bao cho tất cả và quý vị mình cưa này, cưa lòng cưa chữ cưa đường cong, cưa đường thẳng thì thoải mái nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một cái màu cưa lòng quý vị nhá. Và đây là cái màu thương hiệu Nhật Bản nha em, cơ lòng thương hiệu Nhật Bản nhá, hàng Mắc Tân. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ like cho sale cho quý vị mình về xài nhá. Đấy, với giá chỉ có 280.000 một cái thôi. 280.000 nhá. Với cái màu này thì cái công suất của nó thì nó công suất nhá. Đấy, 550W này. Công suất 550W cho em nhá. Rồi, ok chưa? Đấy, quý anh chị em bà con hoặc cần có nhu cầu thì cứ ơi em nhá. Em lên cái màu máy bào gỗ cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi đây là cái màu máy bào gỗ xài lưỡi 8/2 ly nhá. Đó, một cái máy có cái đường kính như này nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây, cái bảng của nó đây nhá, bảng lưỡi của nó cực kỳ là VIP luôn. Có lưỡi nó lắp theo kèm ở trong trong máy luôn nhá. Và đây là cái nút điều chỉnh cái đồ ăn của nó này.
hay đồ ăn sâu hay càng từ 0,5 đến 1 ly nhá. Đấy, và công suất của em nó ấy là công suất của nó là 780W nhá. 780W, quý vị nhìn thấy chưa? 780W này. Đấy, và vòng tua 16.000 vòng lên 1 phút. Đấy, 8/2 ly nhá, lưỡi của nó này. Rồi xài điện 220V. Đây là một cái máy thương hiệu Nhật Bản cho em này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Đây em sẽ thân lý cho quý bà con bác anh chị em mình đấy, với một cái giá cực kỳ là rẻ luôn nhá. Chỉ có 500.000 thôi, 500.000 một con máy như này. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho quý bà con của bác mình về sử dụng nhá. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. 500.000. Em lên cái màu cơ sức pin cho toàn thể quý anh chị em mình nhá. Rồi, đây là cái màu cơ sức pin mini này. Nó là gồm có hai quả pin nhá, hai quả pin, một quả theo máy này và một quả sửa cua nhé, sạc theo kèm. Và đây là cái mẫu mini nên cái bộ lam của nó dài tầm 15cm đổ lại nhé. À, cái này 15cm thôi. Đấy, nó nhỏ gọn để mình tỉa những cái cành cây vừa vừa thôi, cây cành bonsai nhá, cực kỳ hay luôn, siêu gọn nhẹ luôn nhá. Đây thì cực kỳ ok này. Đấy, như vậy là cắt thôi nhá, về lắp pin vào là xài thôi, vô cùng tiện lợi như này. Rồi và ngày hôm nay em chỉ sale với giá chỉ có là 360.000 nhá, 360.000. Còn anh nào chốt đơn thì em sẽ tặng kèm theo một cây đèn pin mini Nhật xịn sò nằm trong hộp như này nhá. Anh nào chốt đơn thì nhớ nhắc em nhá, để em viết vào để tặng kèm theo. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu nồi lẩu mini cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu nồi lẩu mini này. Nó có hai chế độ cho em này, một chế độ nóng vừa này và một chế độ nóng mạnh nhá. Nó mình qua bật qua chế độ nào thì mình vượt qua chế độ đấy nhá. Đó, nó cực kỳ hay nhá. Và cái nồi lẩu này ấy, thì trong có tráng men chống dính này, cực kỳ là đã rồi này. Và cái dung tích của nó thì mình tầm 1 người đến 2 người ăn là ăn thoải mái nhá. Đấy, 1-2 người ăn thoải mái này, có nắp vuông đầy bằng kính này. Và đặc biệt nó được tặng kèm theo một cái vị nhá. Đấy, được tặng kèm theo một cái vị hấp này. Đấy, một cái vị hấp inox nhá. Đây, một vị hấp inox như này. Đấy, rất là ngon. Xài điện 220 quý vị nhá. Đấy. Rồi, đầy vào. Khi mình hung này, mình cần hung bánh bao hay là hấp xôi, hấp đồ gì đấy. Đấy, mình cần hấp xôi. Đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay bên kênh của em ấy sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá gọi là siêu hot luôn nhá. Chỉ có 95.000 một cái thôi, 95.000 một cái nhá. Một cái nồi lẩu như này 95.000. Đấy, quá rẻ, quá yêu thương. Rồi, quý bà con của bác mình có nhu cầu thì cứ alo cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay giòn khói, còn có một cái lô, một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài, quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lượng một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây. Đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi, cưa xích tròn cho em này. Đấy, ngày hôm nay còn thùng giòn khói thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi nhé. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạn mình có quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo em lên cái màu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Rồi pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đây, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này. Đấy, mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình đấy, lớn hơn nhá. Rồi pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bác mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đà luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nhá quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nhá. Bao khỏe luôn nhá.
nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 nhưng mà một có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi và đây là cái mẫu sản phẩm dây áp lực, chiều áp lực cao nhé, dây dành cho máy rửa xe điện quý vị. Đấy, do nhu cầu sử dụng của quý bà con của bác cuối năm làm tổng làm vệ sinh nhà cửa vườn tược nhé, thì cần có nhu cầu kéo xa nhá. Đấy, nhà mình mà có máy rửa xe bằng điện rồi ấy, thì đây bình thường thì theo máy, dây theo máy là nó tối đa là 15 mét, thì đấy là nhu cầu cuộc sống của quý khách hàng có nhu cầu, cho nên em nhập về một cái mẫu đấy là dây dài 30 mét nhá. Đây là cái một cái mẫu dây dài áp lực dài 30 mét này, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Kéo từ trong nhà ra tới sân vườn thoải mái nhá, tưới cây làm vệ sinh nhà cửa cực kỳ là đã luôn. Rồi nay em thanh lý về cái lô này trả rẻ cho toàn thể quý vị bà con và mình nhá, với giá là 250.000, 250.000 một sợi nhá, dây dài 30 mét quý vị nhá, dây dài 30 mét, một cuộn dây đã đây, hãy dài 30 mét cơ mà, hãy kéo từ trong nhà ra tới ngoài vườn luôn, thoải mái làm vệ sinh nhá, 30 mét chỉ có 250.000 thôi nhá. Và kèm theo súng thì đây cũng có súng nhá, súng thì 100.000 một cây nhá, trống thì súng xịt rửa xe 100.000 một cây như này. Đấy, anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá, rất là nhiều luôn để về phục vụ cho quý vị bà con bạc mình bao la nhá. Em lấy cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá, có nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này, nó tự ngắt tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá, nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé, với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu lam xích cho quý vị nhé. Đây cái mẫu, một cái mẫu lam xích mà nói chung là quý bà con của bác mình ấy ai cũng có nhu cầu về sử dụng này, cực kỳ là hay nhá. Rồi một cái bộ lam xích như này là nói là dài 12 inch nhá, và 12 inch đây là tiêu chuẩn quốc tế, còn đổi ra Việt Nam mình là 30 cm nhá. Rồi 30 cm cho em này, để lắp vào một con máy mài. Thì máy mài mình ấy là máy mài xài lượng 1 tấc nhá. Máy mài xài lượng 1 tấc là mình lắp vào ok này. Và đây, đây là những cái phụ kiện chi tiết theo kèm này. Em đang đầy đủ tay cầm nhá, lá trắng, lam xích. Nó trong nguyên một set phụ kiện như này, đầy đủ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Về chỉ có việc lắp vào máy mài. Đây về lắp vào như này thôi là xài sử dụng. Ngay mình bóp qua máy mài là cắt cực kỳ ok nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có 120.000 thôi, 120.000 một bộ cho em nhé. Anh nào bà con của bác mình ai có nhu cầu thì alo cho em nhé. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm nồi chiên không dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhé. Đây là cái mẫu nồi chiên không dầu lồng ngang và dung tích của nó là 12 lít nhé. Đây, đây là nồi sức của nó đây, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây là hàng nồi đĩa Đài Loan quý vị nhé, phải nói chính xác là như vậy. Đây là cái hàng mẫu Camen này, 12 lít nhé. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, có kính này. Cánh này là mình có thể nhìn thấy bên trong, đây quý vị nhìn thấy chưa, đây là mình có thể chiên, mình nhìn thấy bên trong luôn, cực kỳ đã nhá. Rồi gồm có sợi đốt này, đây sợi đốt thì đó, lá quạt ở đây luôn, nó tản nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn, mình có thể nhìn thấy không nhá. Đây, mình chiên nướng con gà như nào thì tùy theo mình nhá. Và nó là có hướng dẫn đây này, hướng dẫn này bên trên nhá, hướng dẫn bên trên, hướng dẫn là mình nướng cái gì, chiên cái gì thì nó theo cái nhiệt độ, hai nút chỉnh ở bên này nhá. Đây là chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho mình này. Đó, hàng cực kỳ là xịn sò rồi. Em nay em thanh lý với giá chỉ có là 730.000 nhưng có quà tặng là quý vị nhá. Đây sale giá rồi, 730.000 có quà tặng theo kèm này nhá. Một cái thìa bồ thìa vàng cho mình này, hay một bồ thìa vàng cho mình nhá. Đây hàng cực kỳ là xịn sò. Quý anh chị em bà con quà mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Anh em có về thêm một cái màu sản phẩm đấy là đèn năng lượng mặt trời nhá. Cái mẫu đèn này thì mình có thể lắp ở ngoài cổng này, ngoài làm tường rào này, ngoài cổng này, hoặc là hai bên hông nhà nhá, những khu vực nào mà ánh sáng nó vào nhiều, ánh nắng nó vào ấy, để nó hấp thu.
năng lượng mặt trời này là nó từ sạc này, từ sạc nó từ công từ cấp luôn, mình không phải sạc hết, mình chỉ cần gắn vào thôi, có ốc vít gắn theo kèm nhá. Rồi có lỗ gắn theo kèm ốc vít này, như vậy là mình có thể gắn lên trên tường là nó sử dụng thôi. Khi trời tối là nó sẽ tự động sáng lên như này, em đang quay trong chế độ tối nhá, và lúc nào nó sáng này là chế độ đó, ban ngày là nó sẽ từ sáng từ tối cho em, từ tắt cho em này, thấy chưa? Từ tối này nó trời sáng là nó từ tắt này, và khi mình đấy không trời tối cho nó sẽ từ sáng nhé. Đây là chế độ tự động đèn năng lượng mặt trời, cực kỳ là đẹp luôn nha. Rồi nay Thanh Lý với giá chỉ có 85.000 một cái cho em này, 85.000 quý vị nhá, hai mẫu, hai đèn hai bên này, hai xịn sò chưa, đẹp chưa. Rồi quý vị bà con của bác mình muốn trang trí cho ngôi nhà mình đẹp thì mua múc ngay cái này điện cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, hay là bơm nước cho hoa cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em, bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này hôm nay Thanh Lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá, 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhá. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhá. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nhá. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Đấy, hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái mẫu thớt inox nhá. Đây là một cái mẫu thớt inox này, mà thớt inox kháng khuẩn cực kỳ là sạch sẽ luôn quý vị nha. Đây mình có nó mình xắt thịt đồ chín đấy, nói chung là rau hành thịt đồ chín thì nó vô cùng vệ sinh luôn, đấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Một cái tấm thớt inox dày nhá, hai thớt inox dày này quý vị nhìn thấy không, đấy, thoải mái luôn, khá thoải mái, và mình làm vệ sinh khi làm xong lau chùi cực kỳ là sạch sẽ luôn nhá. Đây không rỉ không rác này, cực kỳ hợp vệ sinh luôn. Nay em Thanh Lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy về dùng nhá, với giá chỉ có 75.000 một cái thôi, 75.000 một cái thớt inox như này quý vị nhá. Đây đường kính thì đây, đấy, đường kính của nó cực kỳ là khá lớn này, các khổ thịt luộc thoải mái nhá. Đấy bề ngang thì nó tầng 25 này, bề dài thì nó tầng 40 nhá, đấy, bề 40 luôn ấy, cực kỳ là rộng rãi và thoải mái cho mình cắt rau này, củ quả thịt luộc này, đấy, đồ chín cực kỳ là ngon luôn nhá, với giá chỉ có 45.000 thôi. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Chào toàn thể quý vị bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nhá. Rồi tiếp theo em lên một cái mẫu sản phẩm, đây là cái máy đánh trứng này, đánh cà phê này. Đây là cái đánh lên bọt cà phê ấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Đây cái mẫu này nó xài bạc pin, siêu gọn nhẹ luôn quý vị ơi. Và nó có 3 cấp độ nhá, 3 cấp độ mạnh nhẹ cho em này nhá. Mình cái bấm như này là nó xoay thôi. Đấy, đó đánh cà phê đấy, cực kỳ là đánh như này là đánh nhá. Và tăng lên này nhá. Đó, 3 mức cho mình này. Tùy theo mình mức nào thì mình chọn tùy theo mình nhá. Rồi, ngày hôm nay ấy là em sẽ thanh lý với cái mẫu sản phẩm này ấy, với một cái giá siêu siêu rẻ luôn nhá. Chỉ có 75.000 một cái thôi. Đấy, 75.000 một cái máy đánh trứng bằng pin, cực kỳ là đã luôn. Và tặng kèm theo hai cái nhá. Hai một cái đánh trứng này, một cái đánh cà phê sủi bọt này. Này và một cái dây sạc theo kèm nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon luôn. Hãy quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm cái bột nhá. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. À, mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Là nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng nó xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lò là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lò ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lò là 100.000, còn một lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy khò nhiệt đất mắc cực kỳ xịn sò nhá. Đây là cái mẫu của hàng Thái Lan. Hay xài điện 220 cho em nhá. Với công suất cực kỳ lớn luôn, 2000W cho em.
và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C, 1000W là 350 độ C nhá. Và 2000W là 6000 độ C này. Cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhá, nhầm 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn, hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, thân đi với giá 330.000 nhá. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm ấm siêu túc Cucu 2 chế độ cho toàn thể bà con bạc mình nhá. Cái mẫu này thì nó vừa nấu này, nó vừa nấu nhá, vừa giữ nhiệt được cho mình luôn. Nói chung dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá, 2 lít 2,5 lít đấy. Trong là inox 304 cho mình này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Mình nấu này là nó chế độ nhá, mình nấu sôi rồi nó chế độ từ giữ nhiệt tự động cho mình nhá. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình dùng này. Uống nước chè này, em trà ấm này, cực kỳ là ngon nha. Rồi, ngày hôm nay em thanh lý cái màu sản phẩm này với giá là 170.000 nha, 170.000. Giá siêu hot, siêu rẻ luôn. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì alo cho em nha. Rồi. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nha. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nha. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đấy, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong này inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý bà con của bạc mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nha. Nay em về lại cái mẫu sản phẩm đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin của những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có một cái lô khóa quý vị nhá. Đấy, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5 cm nhá. Đấy, đường kính 50mm này. Đó, có 3 chìa khóa theo kèm, khóa chống cắt, cái chống rỉ, cực kỳ là ngon nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, nay em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc là một cái mẫu dao chặt nha. Đây là một cái mẫu dao chặt hàng Nhật cho em này. Đấy, được in luôn nhá. Đấy, được đánh chữ sâu luôn này. Đấy, không mà cực kỳ là xịn sò, hàng Nhật cao cấp nhá. Một con dao chặt với là nặng 8 lạng nhá. Con này thì nặng 8 lạng cho em. Hàng này thì em nói về nó thật với quý vị, chặt xương bò, xương voi cũng được luôn á. Đấy, chặt xương voi cũng được nhá, đừng nói chặt xương bò. Quá bình thường rồi. Đấy, một con dao nó gắn liền nhá, một cái cán nó gắn liền này. Thép này dày 3 ly nhá, thép dày 3 ly. Nặng 8 lạng cho em. Đấy, có bọc gỗ như này, cực kỳ là xịn sò. Đấy, mua về chặt cho đã cuộc đời quý vị nhá. Với giá chỉ có 200.000 thôi, 200.000 một em thôi. Đấy, quý bà con của bác anh chị em mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhá. Hai một cái mẫu Zippo. Hai hàng bao đẹp luôn, hai bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này. Đấy, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá.
có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con cô bác mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đây về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé. Như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây. Đấy, đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đấy, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đấy, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Đấy, quý vị bà con bác anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị bà con của bác mình này. Đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Nó theo kèm gồm có hai cây nhé. Cây lớn nhất là tối đa là 32, nhỏ nhất là 28 nhé. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con ốc trầy này mình có thể móc vào để mở thoải mái cho em nhé. Đây, nó như hình đấy. Ai móc vào những con ốc nó bị trầy trùa như này nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Đây, thanh lý cho cái giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ beng luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhá. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, nha, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có bốn lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cái cầm ngon. Rồi, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này, nhấn đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bạc mình mua về xài cho nó sướng nhá. Rồi, anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em này. Rồi, nay em có về thêm một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu máy phun sơn điện nhá. Hàng đất mắc, hàng Thái Lan, cực kỳ là xịn sò và tiền lời luôn quý vị nhé. Đấy, cái vòng tua lên đến 4.000 vòng trên một phút luôn. Này, bao phun sơn cho mình này, sơn dầu, sơn điện, sơn PU này đều được nhá. Rồi, đặc biệt là mẫu này nó xài điện 220, mình cầm điện 220 nhá. Đấy, em cầm điện 220 này. Đấy, bóp cò là nó sẽ chạy nhá. Và cái cách lắp ráp của mình thì đây là cái bình trước của nó, là cái bồ nén của nó nhá, và đây là vòi phun này. Mình điều chỉnh tia lớn bé, có nút điều chỉnh ở đây này. Bình chứa của nó là 0,8 lít nhá. Rồi, bây giờ em sẽ lắp ráp cho quý vị cùng xem luôn. Ngay mình cực kỳ là dễ nhá. Và lắp theo chiều kim đồng hồ quý vị ở đây như này. Ở đó mình xoay vào nhá, cực kỳ là ok rồi. Là như vậy là bóp cò là chạy nhá. Khi không bóp cò là nó sẽ dừng lại cho mình, cực kỳ là tiện lợi này. Và cái màu này em thanh lý với cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy, về xài với giá chỉ có 460.000 nhá. 460.000, hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý vị bà con mình phun sơn các loại nhá. Rồi, ok, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có tròn kho này thanh lý một cái mẫu sản phẩm cho
tất cả bà con của bác mình nhá. Đây là cái bàn là hơi nước mini nhé, bàn là hơi nước mini. Hãy cho nước vào trên này quý vị nhé, và khi mình là thì mình những lúc này thì nó sẽ phun tia ra. Đấy. Mình có thể áo quần mình lúc nào mình mặc vào con người rồi mình có thể là được thoải mái nhá. Cực kỳ là hay đâu, nhỏ gọn nhá. Các em học sinh này là người đi làm công sở này đều xài được ok này, hoặc đi ăn tiệc ăn cưới thì cực kỳ hay ho luôn nha. Thanh lý với giá chỉ có 70.000 một cái nhá, 70.000 một cái cho em này. Hãy bằng là hơi nước cực kỳ là nhỏ nhắn xinh xắn nha. Đấy, công suất nó 30W thôi. Đấy, nó vừa đủ làm cho cái áo mình nó, cái quần mình nó thẳng ra nha, cực kỳ là ngon. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi, và nó được khớp âm nhá. Đấy, được khớp âm nhá, không phải sơn đâu, này khớp âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Hôm nay có về thêm cái lô sản phẩm kìm điện quý vị nhé. Đây là mẫu kìm điện đa năng, mình có thể cắt này, có thể cắt nhé. Đấy, có thể cắt này, cực một cái kìm cực kỳ đa năng luôn, kẹp này, và nói chung là đủ. Đấy, một cái kìm 8 inch quý vị nhé. Hàng này là hàng bại Nhật luôn, hàng bại cực kỳ ngon quý vị nhé. Đấy, có bọc này, chống trầy, chống trượt này, chống trơn nhé, cao su. Đấy, làm điện cực kỳ là ngon nhé. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là lộ vốn luôn cho quý vị này. Đấy, thanh lý giá lộ vốn cho quý vị nhé, 35.000 một cái thôi. Đấy, giá chỉ có siêu rẻ và rẻ trên cả rẻ luôn. Đấy, quý anh chị em mà xem được cái kênh này mà không mua thì cực kỳ đáng tiếc nhá. Đấy, anh chị em bà con của bác mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên cho toàn thể quý vị bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, là cái mẫu đèn đồi đầu hàng Japan nhé. Hàng bao chất lượng bao xịn sò, hàng đẳng cấp quý vị ơi nhá. Đây, một cái mẫu đèn đồi đầu ba bóng nhá, hàng siêu xịn luôn, siêu xịn nhá. Đấy, bóng led ba bóng này, hay cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đấy, siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, như này thì bao sáng chất lượng cho quý vị mình nhá. Rồi, với là hai cái quả pin này, hai quả pin nhá. Đây là hai quả pin, pin tái sử dụng quý vị nhá, pin 18650 này, có sạc theo kèm luôn. Đấy, là nó là rời như này đây, mình có thể lắp nhá. Đấy, mình có thể đưa ra ngoài sạc, cực kỳ là hay nhá, rất chi là dễ thay thế luôn. Với một cái mẫu sản phẩm hàng cao cấp như này, đó, dây đeo đổi đầu hàng xịn sò như này nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình ấy, với giá chỉ có 130.000. 130.000 ấy, hàng Nhật Japan nhá, public cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, quý vị bà con bạc mình ấy có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Cái màu này thì một mình đi cào mù hay đi làm gì đấy á, nói chung là 4-5 tiếng thoải mái cho em nhá. Đấy, 4-5 tiếng thoải mái cho em này. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có thuốc vít bẹp này, bẹp nhá, và bạc kia có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi, cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây, đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn led để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mất luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái mẫu này là
sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con cô bác mình ấy, anh chị em bà con bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này, 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá. 17, 18, 19 này, 20 và 22. À, nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả là hay nữa nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. À, đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm. Đấy là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chạy trên shop Bombo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày để dài nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, in lớp đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp, một cái nắp mình đựng theo nhá. Đây như này để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhé. À, đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nay mình lại về thêm là hai cái màu sản phẩm nha. Đây là cái bình inox giữ nhiệt, cái loại màu 8 lít và 10 lít cho mình này nhá. Có vòi nhé, có vòi mở nước này, mình đựng nước rồi mình có thể mở xả ra uống luôn. Đấy, hai lớp inox trong ngoài, có lớp chốt giữ nhiệt ở giữa nhá, cực kỳ là ok luôn. Hàng này là cực kỳ cao cấp luôn quý vị nhá. Mình có thể giữ nhiệt lên đến tầm 24 giờ đấy. Đấy, nóng được này, lạnh được cho em này. Và cái màu sản phẩm này thì em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình đấy. Cái màu 8 lít là 220.000 nhá. Còn cái màu 10 lít là nó 250.000 cho em này. Đấy, quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, nay thanh lý cái lô Eto này. Eto cái màu kẹp bàng nhá, với cái đường kính của nó là 50mm nhé, 50mm cho em này. Hay Eto kẹp bàng nha em, cực kỳ là ngon này. Và sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con mình 200.000 một cái nhá. Hay những anh điện cơ hoặc là làm việc cưa kéo gia đình vừa vừa thì múc cái này về xài cực kỳ là ngon. Giá 200.000 nhá.
Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhé. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Tiếp theo có về một cái lô liếc dao Nhật xịn sò quý vị nhá. Đấy, dao mà đùi mà không bén ấy thì mình gần cái này mình liếc một phát là ok thôi. Này, hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị mình này về xài này. Với giá chỉ có 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái liếc dao xịn sò hàng Nhật cao cấp như này nhá. Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạc chân có đồng hồ luôn 2 tí này. 2 tí này thì em nói thật là bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái mẫu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái mẫu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg cho em nhá. Cân được 10 kg này bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, và có tặng kèm theo một cái hai quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con của bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiền lời và gọn nhẹ nhá. Em có về thêm một cái lô sản phẩm đấy là cái mẫu dao quý vị nhé. Cái dao này có thể vừa thái vừa chặt này, chặt gà chặt vịt là ok quý vị nhé. Chặt sườn non tuyệt vời luôn. Đấy, cái mẫu sản phẩm này đây là hàng nội địa Đài Loan nhé. Đấy, hàng nội địa Đài Loan này nhé, càng bọc luôn bằng inox nối liền nhé, cực kỳ là xịn sò luôn. Và em bao bén nhé, bao sắc luôn, bao chất lượng này. Đây là cái mẫu sắc chống rỉ vẹt quý vị nhé. Rồi, nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình với giá chỉ có 55.000 nhá. 55.000 một cây thôi. Giá siêu yêu thương luôn. Nay em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé. Tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Đấy, một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn. Em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé. Một hộp là 50.000 nhá, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm, một cái loại kìm kéo cắt cành nhá, một cái mẫu kéo cắt cành Nhật hàng xịn sò luôn. Em mẫu SK5 này nhá, hàng Japan xịn sò luôn quý vị ơi. Mẫu này là mẫu cắt cành cao cấp, cực kỳ xịn sò luôn, để phục vụ cho quý vị bà con của bác vào cái dịp xuân năm nay nhá, để cây cành. Đấy, hàng xịn sò bao chất lượng luôn nhá. Đấy, mẫu này thì hôm nay là về lại hàng thì em sẽ thanh lý giá cực sức cho toàn thể quý bà con của bác mình luôn này nhá. Với giá chỉ có là 90.000 thôi, 90.000 nhá, cực kỳ ngon. Đấy, hàng này hàng Nhật cao cấp cực kỳ luôn quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân quý vị ơi. Đấy, chốt đơn thì về để tỉa cây kìa cành nhá, để làm cho cái cây mình nó được đẹp hơn. Đấy, để đón xuân nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng lại về hàng quý vị nhá. Đuôi đèn cảm ứng lại về hàng cho quý vị bà con của bác mình này. Đấy, mình mua một cái mình về mình lắp ở trước cổng ấy, hoặc là đường hành lang gì đấy, nhà vệ sinh, khi đi ban đêm ấy, khi tối có người qua là nó sẽ từ sáng cho mình này. Đấy, nó cực kỳ hay quý vị nhá. Thì ngày hôm nay em xâm xeo giá rẻ này cho toàn thể quý vị bà con của bà mình nhá. Với giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 một cái cho em này. Hay quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, ngày hôm nay tiếp theo em có về một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái bộ độc khẩu từ 8 đến 10 nhá, từ 8 đến 10 từ 8 đến 24. Đấy, từ 8 đến 24. Hai hàng bao ngon luôn đấy. Hôm nay thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé, về sử dụng.
đấy, gồm phụ kiện theo kèm này nhé, gồm một cái cần tự động và một cái cần nối ngắn này. Khẩu này là khẩu ngắn cho mình nhé, khẩu ngắn cho em này, đấy, từ 8 đến 24 cho em. Đấy, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì hỏi em nhé. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu thước đo nhé. Đấy, được thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 cho em này, còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác góc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá, cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này, và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhé. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhé quý vị nhé. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhá. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này, và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này, nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như anh điền nước mà đi chôn đế này, lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em xe với giá chỉ có là 80.000 thôi, 80.000 một sản phẩm nhá. Rồi, tiếp theo về cho bà con của bác mình một cái sản phẩm này. Đấy, cái sản phẩm này thì nói thật là bán gọi là bán cho vui thôi. Đấy, sản lý rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về xài nhá. Với cái bộ rổ rá này đa năng, với là kích thước là 27 này, 23, 23 và 19 nhá. Đó là 3 size. Đây thì nó đi theo bộ như này, một cái rá và một cái này để đựng nước nhá, mình hứng nước. Rồi, một cái bộ đôi, cái này bộ đôi như này nhá, hai cái, và đây cũng hai cái tùy theo kích cỡ nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, cực kỳ là tiện dụng, cho nhà nào cũng nên dùng một cái này nhá, đừng rau đừng các thứ, rửa các thứ cho nó không bị chảy ra khỏi nhà, cho nó sạch sẽ nhá. Thì thanh lý giá rẻ, bán chơi cho vui với giá chỉ có 55.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay trên kênh của em về một cái tuyệt phẩm massage. Đấy, dành cho những quý ông quý bà nào ấy mà chưa có nhu cầu để mua những một cái ghế lớn. Đấy, nó tầm 10 mấy 20 triệu thì chưa có, thì ngày hôm nay có một cái sản phẩm, nó là massage toàn thân. Đấy, nó easy luôn. Còn và cái đặc biệt cái mẫu này thì mình sử dụng cái gì thì mình nhấn vào cái đó. Đấy, mình sử dụng cái gì thì mình có cái điều khiển tại đó luôn. Đấy, mình sử dụng nhá. Đấy, mình ngồi chơi thì mình có thể đặt chân lên đây. Đấy, đây là cái hai massage làm bằng chân, massage chân nhá. Còn đây là những cái bi để massage toàn thân nha, lưng, vùng lưng, vùng thân nhá. Và có remote điều khiển luôn. Đấy, mình ngồi mình bấm nhá. Và lưu ý là cái này mình găm điện nhá. Đấy, có dây găm điện nha. Đấy, có cái cục adapter găm điện cho em nhá. Đây, có đầy đủ như này. Đấy, và gối này, có gối kê này. Đấy, nó nằm ở cái vai gáy này, rồi ở đầu này, cái bi này. Và nó cực kỳ là đã nhá. Đấy, cực kỳ là đã nhá. Có đảo chiều này, cái bảng điều khiển. Mình muốn nhanh, muốn chậm, muốn như nào thì tùy mình nhá. Có điều khiển đầy đủ như này. Và gối. Và còn ở giữa đây là cái bơm hơi. Bơm hơi này này, mình bơm cái lưng của mình ấy. À, đây là mình bơm bằng tay. Mình bơm bằng tay thì có chi nó sẽ nâng lên. Đấy, tùy theo cái góc độ lưng của mình ấy, nó cho nó phù hợp, cho nó phê cuộc đời nhá. Rồi, và nó có đầy đủ. Đầy đủ như này, chức năng muốn nhanh, muốn chậm. Đấy, nó rùng. Nó có đầu rùng nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy nó rùng nhá. Đấy, nó rùng cực kỳ là đã luôn. Đấy. Chắc là sướng nha, nó có chế độ lên xuống, có đầy đủ luôn. Đấy, thì ngày hôm nay cái này thì em thanh lý với giá chỉ có là 1.100.000 nha. Còn đây muốn chân thì đây mình massage chân nha. Đấy, chân thì mình bấm về chân, còn không chân thì thôi mình tắt đi nhá. Đấy, thì có giá 1.100.000 thôi, 1.100.000 toàn thân, một cái massage toàn thân như này quá sung sướng cuộc đời luôn nha. Hãy quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nha. Rồi, ngày hôm nay bên em có về một cái lô, một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nồi đa cấp nhé, mẫu nồi đa năng. Đấy, mẫu nồi hàng là hàng inox xịn sò luôn. Đấy nhá, nắp này là cái này là đặc quý vị nhá, không rồng nhá. Đấy, tay cầm đặc cho em này. Đấy, đồng nhá. Đấy, mà đồng thật kìa đẹp luôn. Nắp kiếng này,
inox, bọc inox này cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Thì cái màu nồi này ấy, thì nó có ba một bộ, như gồm có ba cái này, gồm có ba size nhá, gồm có 18cm này là 2.7 và 20cm là 3.8 nhá, và 22cm là 4.7 này. Đấy, kích thước này nó đầy đủ như này. Thì cái nồi này là nồi không kén tất cả các loại bếp nhé, nấu được bếp từ, bếp ga, bếp điện, bếp phòng ngoài đều được hết cho em nhé. Cái hàng này là inox cao cấp này, thì ngày hôm nay em thanh lý này, sale trên rẻ trên kênh cho quý vị bà con bác mình sử dụng nhé, với giá chỉ có 380.000. Đấy, 380.000 một bộ như này là gồm có ba cái nhé, hàng cực kỳ cao cấp. Đây, hàng comment cho quý vị nhé. Rồi, anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì ở em nhé. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bác mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây. Này, nó có một sợi dây nhá, dây để lòi ra cho mình. Đây, dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông, găm vào bên hông này. Này là mình găm như này, rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá, pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy, thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy quý vị ơi. Đấy, nhà nào, anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này, hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok, con tê tê luôn. Đấy, cái bồng nó từ triệu phần lên thôi, nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nhá quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thanh lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nhá, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy, rồi thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nha. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc, bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nha. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này, và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn, khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng thì nó gài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà, cắt gà, cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này, 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này. Này, cực kỳ ok, ngon, khỏe, bao cắt đầu cá luôn nhá, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá, thấy chưa, bóp vào nó, và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nữa nhá, để giữ sơ cua nhá, tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok, thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm, một cái dòng iPhone 15 cho toàn thể quý vị mình nhá. iPhone 15 là ra đời này, và đây, đây là cái dòng iPhone 15, đây là iPhone 15 đồng hồ nhá, đồng hồ báo thức. Đây là cái màu đồng hồ báo thức này, rồi đồng hồ điện tử treo tường để bàn nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy chưa?
Đấy, và nó đặc biệt là nó có thể điều chỉnh được này. Những cái nút trên này là mình có thể điều chỉnh nhá. Đây, những cái nút trên này là mình điều chỉnh cho em này nhá. Điều chỉnh đây là nhiệt độ luôn này. Đây là ngày này, nhiệt độ môi trường nhá. Và có chế độ báo thức luôn. Cái này đặc biệt nó có chế độ báo thức cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, mình bấm đây. Có này, ngày giờ đầy đủ hết. Đây là sáng tối này. Nó có đầy đủ hết quý vị nhá. Mình có thể về đây mình từ mày mò mình đấy, đây là cái chế độ này để đặt cái báo thức cho mình này nhá. Chế độ này là mình đặt báo thức nhá, là cực kỳ là ok luôn. Thì cái dòng sản phẩm này em thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi nhá. 100.000 một cái. Cái mặt này là mặt có lớp bảo vệ này, mình về mình bóc nó ra nhá, là nó cực kỳ là ok. Còn cái xăng là mình bấm về trở để về chế độ như này. Nó cực kỳ là hay ho luôn quý vị nhá. Đấy, treo tường. Để nó đặc biệt là xài cái qua cái cổng USB này, như cổng sạc điện thoại của mình ấy, là dây như này. Đó. Hay chưa? Rồi quý vị anh chị em bà con mà cần quan tâm thì ở em nhá.